Toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian yêu thương và theo dõi chương trình của chúng tôi. Năm 2024 này chúng tôi đã trở lại với một vị thế mới, với những cái chủ đề mới là những sự hội ngộ và những sự tri ân. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và để tạo nên một thành công 7 mùa liên tiếp như vậy thì thưa quý vị, hàng trăm người làm việc cực lực ở mỗi mùa ghi hình, có sự kết nối của các anh em để tạo ra một chương trình nó mang tính giải trí. Và thưa quý vị, xin giới thiệu tới quý vị những người luôn dễ thương, luôn niềm nở, luôn tạo ra những tiếng cười cho chương trình. Đầu tiên xin giới thiệu Tiến Luân và Trương Thế Vinh, Lê Huỳnh Thúy Ngân, bây giờ là Linh Dương Lan Ngọc và Lam Thủy Dạ. Mỗi tập chúng tôi luôn cố gắng mời tới đây những người dễ thương, những người hài hước, những người luôn là mang lại. Tại sao phải cố gắng anh? Hả? Tưởng là mọi người luôn thích đến với chương trình của mình chứ. Dĩ nhiên phải có sự lựa chọn chứ. Đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng tôi có một cái lời mời nó khác biệt đi. Là chúng tôi sẽ không mời ra đây là Nguyễn Thị B, Nguyễn Văn A nữa. Và chúng tôi sẽ cùng nhau đoán nhân vật xuất hiện sẽ là ai. Âm nhạc. Wow. Ghê dở nhạc luôn hả ca sĩ hả anh? Ca sĩ. Và nghe mùi hương của gió bay qua. Cũng đã mấy năm em không còn xa. Giọng này là ta giọng bên Hàn Quốc đúng không? Trước khi mình đoán là ai thì nó hơi khó. Bây giờ mình sẽ đưa vào cái vị trí là ca sĩ nè, hay là diễn viên điện ảnh nè, hay là diễn viên hài nè, hay là nghệ sĩ cải lương nè. Đó. Em nghĩ giọng này là nghệ sĩ cải lương. Anh nghĩ đây cũng phải là người làm nghệ thuật đâu. Không phải là người làm nghệ thuật. Chắc hát cho vui thôi. Cái chị này chắc là làm kế toán hay gì nè. À, bạn này hát hay. Em thấy là autotune hơi nhiều đó anh. Xài tune thì mình cũng phải tune chứ. Vậy là mấy bạn phòng thu. Mấy bạn phòng, mấy bạn bên phòng thu xin. À, vậy là bạn này, bạn này làm việc trong phòng thu. Với cái giọng này là một bạn trẻ hay là một bạn lớn hay là một lớn là trẻ. Cô đó, chú anh chị nào đó. Ê, nếu mà Trường Giang đã gợi ý cô chú của anh chị thì đây phải là một người đã đứng tuổi, phải lớn tuổi hơn so với anh em mình. À, vậy là chị Lê Giang chắc. Chị Lê Giang. Chị Lê Giang là giọng giọng sẽ nghe cái hơi, cái hơi về cái lương nhiều. Đúng rồi. Chị Hồng Vân. Thì có người đoán là chị Hồng Vân, người đoán là chị Lê Giang là do cái giọng hát nó chững chạc đúng không? Dạ. Thì sau đây chúng ta sẽ nghe lại và khách mời sẽ bước ra từ cánh gà, chúng ta sẽ cùng biết đây thật sự là ai. Xin mời. Mỗi lúc sớm mai em hay thường pha tách trà và nghe mùi hương của gió bay qua. Trời ơi. Trà Như. Vỗ tay cho Khải Như đi các bạn. Nhưng mà sao mình hát thịt tiểu quá vậy? Kệ tôi. Anh Nang Trinh Ngọc đợi chị trước. Chị chào khán giả, xin chị gây lộn với em nha. Dạ, em Khải Như xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân ạ. Thì thưa quý vị thân mến, vừa rồi là giọng hát của Khải Như. Bài hát mang tên là Say Nắng. Anh Luật thì đã đoán là chị Hồng Vân. Dạ. Còn các bạn đoán là chị Lê Giang. Dạ. Em đứng trong em tính về luôn mà. Đâu có, do cái giọng mình trưởng thành. À, giọng trưởng thành hả? Mấy ai mà được trưởng thành như em. Dạ. Em mà trưởng thành nhất rồi. Trời, em ra em chuẩn bị rất là nhiều lời chào để chào các anh chị ở đây nè. Chào các anh nè, rồi chào các em, chào chị. Nhưng mà em ra em cảm thấy là những cái lời chào đó không còn ý nghĩa gì nữa. Do mọi người không nhận ra chị hay sao? Không, mọi người đẩy em đi qua bên cải lương. Mọi người đẩy em qua cô kế toán. Có người, người anh của em nói là em là không có phải là người làm trong nghề thuật luôn.
có tàn nhẫn với em quá không ạ? Không, cái đó là một vài cái mảng miếng mắc cười thôi. Đúng rồi, mắc cười thôi hả? À, nhưng mà thì ngày hôm nay em đến đây là em đến một mình hay là em có đi với ai không? Dạ em đi với bạn trai em. Wow, hàng chị hát bài Say Nắng kìa. À, đến lúc em phải công bố rồi. Bạn trai của em. Ồ, chả lẽ người đó anh biết? Không, anh không biết. Bạn trai này mới luôn, mới quen. Mới nữa. Dạ tụi em tìm hiểu hồi tối hôm qua. À, và người đó là? Dạ, xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Trần Ngọc Vàng. Wow. Dạ anh Giang, em xin chào mấy anh chị. À, em xin chào quý vị khán giả thân thương đang xem chương trình Bay Một Nụ Cười Xuân ạ. Và thưa quý vị, xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Bay Nụ Cười Xuân. Khác như mọi năm trước thì ngay cả khác như mọi lần sau nữa. Khác như mọi năm trước. Khác như mọi năm trước. Đứa nào hồi sáng thức dầu cho anh Giang. Đổ mồ hôi luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bị lẻ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì Trường Giang sẽ tham gia một vài cái game để hỗ trợ. Game để hỗ trợ. Sao vậy? Thì anh Giang đổi vô đội của mình. Hỏi câu ngoài lề. Gì vậy? Thấy MC chơi chung sao? Hơi xù Chúng tôi rất tự hào. Anh em tôi kết hợp tới đâu là tan nát tới đó. Yeah. Trải nghiệm quá mới lạ. Đêm ơi. Cảm ơn Giang đã qua đội bên kia. Vậy thôi là bên 3 bên 4 nha. Chơi chia luôn rồi đó. Dạ. Bên 3 bên 4. Trò chơi sau đây những người thua về một đội và đội đó bị phạt. Bây giờ mời tất cả đứng sau cái line vàng đen. Đứng cách nhau một sải tay. Trò chơi vô cùng đơn giản. Người được gọi tên tiếp theo sẽ lên chụp quả bóng này không để rớt xuống đất. Đó chính là Nguyễn Văn A. Là Nguyễn A chạy lên chụp liền nha. Hiểu. Hiểu chưa? Vui á. Trời ơi. Ai mà liệu là thấy mồ. Ê, tiến lực, có chạy đá banh không? Có. Hả? Có. Đã từng chụp bán bóng dày dễ không? Có bạn ơi. Dễ là khi mình quăng dày nè. Đó, đúng rồi. Chưa? Nhưng nó khó là khi Trường Giang test không? Test thử rồi. Tiến lực. Rồi, sao kịp? Rồi. Trời ơi, sao kịp anh phải cao lên. Ninh Dư Lan Ngọc. Đó. Ví dụ vậy. Kịp. Hiểu chưa? Không có kịp. Con bé đó đang ngồi. Ninh Dư Lan Ngọc, kịp không? Kịp mà. Cái đó kịp. Anh ơi, là cho nó vọng xuống một cái mình chụp đúng không? Được. Không cho nó vọng xuống dưới đất. Tỉnh táo lên. Không được rơi xuống đất ha. Té đâu? Để té. Lê Huỳnh Thúy Ngân. Đó. Rồi kêu tiếp tên. Là em sẽ ở lại và em kêu tiếp tên người sau. Ok. Rồi sẵn sàng. Tiến lực. Lại các bạn, tôi sợ té. Thôi anh té rồi, anh sợ gì nữa. Thôi tiến lực rồi, tiến lực một đội đó. Này, đây, tiếp tục đi. Trời ơi. Trương Thế Vinh. Nếu vậy thì làm sao mà tôi xa liền con em tôi được. Tôi kêu tên em chuẩn bị chạy nha. Lâm Vĩ Dạ. Ác ghê. Trời ơi á. Chú Thái Vinh. Ủa vậy là về đây là chứ là gì? Bốn đứa mình một đội. Đúng rồi. Mình sẽ không bị thua. Hết rồi, chơi cái không, gì không, nữa. Không, bốn người một đội. Không, phải chơi chứ. Tại vì tất cả giờ lỡ thì thua hết thì sao? Đúng rồi. Chắc gì thắng. Chơi đi, ta tính sau. Lan Ngọc. Ngọc. Lo cười. Trời ơi.
trời ơi, anh dễ rồi. Vậy ê, nói chung là 6 đứa thua rồi đó. Chụp xong cái làm dữ luôn á, chứ chụp xong mà mình đi là nó ấy đó. Mấy anh chị không ai chơi với chị Ngọc Giang. Ôi, chị ơi. Ôi, chị ơi. Ôi, chị ngã xuống. Trời ơi. Chị tôi để em đây, để em kêu chị nha. Chị Thuyến á. Hai. Rồi, hai bạn về một đội. Rồi, tụi tôi 5 người. Rồi, đứng qua đây, đội thua giờ qua đây. Em thua đó hắn. Rồi, tiến luật nè. Lê Ngọc nè, Lê Ngọc nè. Không được, ta chưa tập trung. Sao kỳ quá. Lâm Vĩ Dạ nè. Trời, ba đứa em. Lắng nào. Đủ rồi, luật với Dạ thắng về đội mình thắng. Nhưng mà tụi em đã thua đâu. Đây là lượt chơi thứ hai, là chúng ta tìm những người được quyền ưu tiên, chứ không phải tìm những người ưu tiên hả? Đúng rồi, ba người thua là Thu Thí Vinh, Cả Như và Lan Ngọc sẽ về chung một đội. Chị đội thôi. Thắng. Và bây giờ là hình phạt dành cho đội thua. Đó chính là cách chúng ta phạt. Em thấy trong này nó có đống mạng nhện đó này chị ạ. Ai muốn phạt đầu tiên? Chị Như á. Rồi, Cả Như. Cả Như. Em chưa có kinh nghiệm, em đề nghị chủ nhà. Lên. Anh Vinh đi. Ai muốn phạt Vinh? Em. Ôi, anh phạt Lan Ngọc đi. Đúng rồi. Nằm xuống. Rồi. Ôi đau lắm hả? Tiếp theo. Như, em nói chị gọi. Trời ơi. Cố gắng gì lắm tại thua thôi. Chị mèo. Mời hai bé. Lên. Cái bạc. Đưa cái banh vô đây. Em kẹp cái banh lại, tôi quýnh chừng nào tét cái banh thì thôi. Anh Luật ơi, em thương xấu không mà tha cho em. Cái nhẹ gì? Nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, lúc bên trong. Là giờ mình đánh ngay đầu hay là sao bạn? Đâu có, phải. Đỡ đi. Từ nay về sau đừng bao giờ cà khịa tôi nữa nha bạn. Rồi, cảm ơn, xong. Mới đánh cà đó. Rồi, Khả Như ai? Không, kể chị xử anh Vinh rồi. Người yêu mới, đánh người trời yêu. Trời ơi, hồi nãy giới thiệu người yêu là em nó không muốn ra rồi. Trời ơi, bà nè. Giang, để mặt chị Giang. Giang ơi. Giang ơi. Cầm cái mông chị lên. Tài xế em út. Đi phim ăn hiếp em lắm anh. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đi phim ăn hiếp em lắm. Em ơi, dùng gì người ta cũng làm phụ nữ, nhẹ nhẹ thôi. Ok. Yeah. Rồi, thưa quý vị thân mến, là luật của chương trình là mỗi người đánh mấy cái ạ? Một cái. Chúng tôi đã check và tiếng luật hồi nãy đánh 2 cái. Về sau đừng bao giờ cà khịa tôi nữa nha bạn. Tiếng luật hồi nãy đánh 2 cái. Đúng vậy. Nên tiếng luật bị đánh lại 1 cái. Anh bán mày như vậy lắm anh Luật. Hồi nãy tiếng luật là vậy nè. Nè. 2 cái. Nên phải bị lại 1 cái. Đó là đời đó mọi người. Thôi nằm xuống đi. Đối với ai tốt là đó, thấy đó. Thấy đó, cuộc đời ơi. Đi ra. Làm gì thì làm. Trừ cái mặt em ra. Tại sao có ăn hiếp em hoài vậy hả Luật? Có giờ gì chăn chối không? 1, 2. Nó tưng lên. Ôi em thấy nó tưng lên luôn á. Một chặp trong hậu trường anh nói có 1, 2, 1, 2. Ok chất lượng. Nhưng mà cái mông giọt lắm. Tưng lên là. Thở đi anh. Mà có đau đâu. Đâu có đau đâu. Anh đau lòng thôi em ơi. Cái ghế tét cả làm hai luôn rồi Ngọc à. Kiểu giao lưu anh em thôi mà. Chút hồi em nhường anh. Trời ơi, người ta nói gieo nhân nào gặt quả đó mà. Rồi bây giờ mời 2 đội. Đội thắng và đội thua, mỗi đội về một phía. Và bây giờ là vòng đầu tiên của Bảy Nụ Cười Show.
Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang đến với trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Show. Chúng ta đã từng chơi bowling ở nhà. Chơi bowling hả? Bowling là chơi ở ngoài chứ sao chơi chúng ở nhà? Chúng ta đã từng chơi bowling ở trung tâm thương mại. Là việc chúng ta sẽ làm đổ, đúng không? Đúng. Còn bây giờ là không đổ mà là thẳng. Hả? Hãy nhìn đây. Ủa? Vị trí là từ đằng xa xôi cách ở phương trời ngoài kia. Chúng ta chạy và nhúng tới cái bạn nhúng này, nhảy đúng qua để rớt vào tấm nệm này. Dĩ nhiên chúng ta phải rớt vào vị trí này thì mới được tính. Nhiệm vụ chúng ta là phải nhảy qua cái xà này. Nếu xà rớt rồi, khi xà vẫn còn thì chúng ta mới việc tính mấy trái bowling này. Hiểu rồi, quả tù xì đi. Vàng lên đâu em đổi lục mà xỉm sầm, ý là vàng cái như lên xỉm sầm á. Thì ra gì? 1, 2, 3 Hay lắm em, thua cho sao vàng anh Thủy, thua cho sao đúng không anh Thủy? Thôi thắng quyết định, thắng quyết định cho tụi chị chơi sau đi. Chơi sau đi, cho bên này chơi trước, bên này chơi trước. Rồi xin mời, vào vị trí. Quả thật là bạn đây úi rồi mà kêu tao sợ á. Ai vị trí đầu tiên? Lan Ngọc. Để tôi đi, ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào đây? Rồi thôi rồi rồi, ok ok rồi, vô rồi đừng ra nữa. Dặn danh hiệu cho chị, dặn danh hiệu cho chị. Chị chuẩn bị chưa? 1, 2, 3 Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy chị? Một cái qua luôn. Một cái thôi. Trời ơi, dặn cái thiệu cho chị, dặn cái thiệu cho chị. Ủa anh Giang xin lỗi là đầu tiên còn non nớt. Rồi. Rồi chị hiểu chuyện rồi. Mà non mới vô. Rồi em, vô. Có một trái. Wow. Trời ơi, sao chị chạy nhẹ mà chị đáp mạnh quá vậy? Đáp nặng quá. Chị đáp nặng quá. Đúng rồi. Đây, duy nhất một. Rồi, Bé Ngọc chắc là không ngã trái chai nào đâu, tại Bé Ngọc nó nhẹ. Ờ, Ngọc nhẹ. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Lan Ngọc. Loại. Loại. Mới dặn sao? Cô mới dặn con sao Ngọc? Hả? Cô dặn con sao? Nhưng mà nó bị sập rạch cái này về đổ. Lan Ngọc loại. Cái này nó chạy cái thảm rồi nó nha. Có một. Cắm nó chạy vậy là nghe dữ. Do chạy cái thảm chứ đâu phải do đụng chân. Không có ai fit cái chân. Dễ người dễ ta. Rồi rồi. Dễ người dễ ta, khó người khó ta. Rồi tiếp theo. Đến đây Vinh ơi, hãy đến với em đêm này. Vinh ơi. Vinh ơi. Số lượng của Vinh còn giữ lại. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta đáp bằng hai chân mà chúng ta không ngã trên nệm thì cái xác suất những cái bowling này nó còn đứng là cao hơn. Chúng ta có 3 lượt. Bây giờ chúng ta còn 1 lượt nữa. Ai sẽ đảm nhận lượt cuối cùng? Anh Vinh. Anh Vinh. Anh Vinh ảnh khéo ghê ha. Rồi vô nha, giữ giữ cái nệm anh nha. Mình phải rớt lên nệm hai chân mà mình nhảy qua. Hai chân nha Vinh nha. Phải hai chân anh. Hai chân nó mới nhiều. Qua luôn. Qua luôn. Qua luôn. Đứng. Như vậy là sau 4 lượt là các bạn mang về 5 cái bowling còn đứng. Bọn tụi mình là mỗi đứa chạy ngược à. Rồi thôi mời.
Có ai viện cho anh không? Đây em. Giá thường gà của mình thấy yếu rồi kìa. Ừ, cố lên anh. Yếu quá. Khởi động chứ anh, khởi động, khởi động. Anh Hồng Gia lấy. Anh đừng. Đừng có chạy. Một cái thôi nha, chạy từ đây một cái là nhảy qua luôn nha. Thế có khi nào anh đuổi nguyên cái đầu vô chỗ này không ta? Đó, đó. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Wow. Hay ba cái. Số lượng là ba. Hay dở. Như vậy là với một lượt đầu tiên thôi thì Tiến Luật đã mang về ba quả bô linh. Đó chính là cái đô của anh đó cưng. Ba cái kỳ còn đứng được. Bây giờ chỉ cần hai cái nữa thôi là đã vàng, về rồi. Vàng, tới em đó vàng. Em làm giấy cho thắng luôn đi bạn ơi. Em có thể không vui được nhưng mà em sẽ chơi hết mình. Tại vì mấy rồi. Chị là muốn vàng nhảy thật nhanh để ngã vào mấy chị luôn. Để ngã vô mấy chị hả? Dạ vậy. Ba chị em bạn. Thôi, em không có chơi kiểu đó đâu. Ê. Ôi trời. Ôi trời. Chơi kiểu đó đâu, vừa dứt lời xong. Chơi đúng đúng mạnh chơi kiểu đó là đâu. Chị Như giang tay nhưng mà ngã vào Ngân. Đúng rồi, mê Ngân. Em có biết ở trong này á Ngân là của ai không? Của ai? Vậy mặc nghệ là sao, là của ai? Chị nói rõ. Của tôi. Của tôi. Lượt này coi như bỏ rồi. Không thể tưởng tượng được. Em ơi, em nói cho đã. Nhẹ ký hơn tôi. Khéo léo hơn tôi. Nhảy một cái. Đi luôn. Đó rồi. Chị Dạ ơi, lên trước được không? Em đang mắc cười quá à. Em đẩy đẩy xích ra chính giữa em vậy đó, được lại không? Lại chỉnh nữa, nãy Vinh nó cũng chỉnh cái cuối. Ôi trời ơi. Nhẹ nhàng thôi. Ngân nó vô hai chị đó. Đừng có nhúng mạnh vậy à, đừng có nhúng mạnh. Nhúng nhẹ thôi. Ủa mình thua mà. Ai mà thua hay như tụi tôi. Tụi tôi. Nhưng mà nè, Ngân bước từ từ quá. Đúng. Không có gì đâu, miễn sao tao nhúng chân nhảy qua thôi. Trời ơi, phải chạy. Phải chạy chứ. Phải chạy. Em. Ngân, em phải chạy rồi, phải lội chân như anh chị em chơi rồi đi bộ. Em đâu có ngu dữ vậy. Đây, 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 đây nè. Nếu mà muốn một người chấn thương tôi cử đồng đội tôi ra. Khoan, vô. Hồi nãy lượt bao nhiêu? Ba. Ngân 8 là 11. 11. Dạ, anh muốn em nhảy xong em máng ra đây cho anh. Ok, để em. Nhẹ thôi chị nhà. Ủa sao chị đi chạy cái nhanh là nó phải vô hết giống như em luôn á. Phải chạy chứ. Chạy nhanh là phải vô hết. Không mạnh quá. Nó mới, có yếu tố hạt cò. Mới có những câu xuất sắc như đúng rồi. Như vậy là sau lượt đầu tiên ở mức số 2 thì đội Tiến Luật mang về là 11 quả, đội Chú Thí Vinh mang về là 5 quả. Như vậy là đội mình thắng lượt đầu tiên, chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ có lượt chơi thứ hai. Yeah. Nhưng không tính thắng từng lượt mà tính tổng số kỳ, tức là những cái quả bowling này cộng lại ở lượt 1 và lượt 2 để lượt đến tới kết quả cuối cùng. Bây giờ các bạn hãy chọn vị trí đi. Trời ơi. Chơi vậy. Bên kia đang đuối lắm rồi, tôi chơi như vậy luôn. Ba được. Số 3 nha. Để em trước cho. Đừng ai vịnh hết, đừng ai vịnh hết. Ráng đừng bị loại nha em. Em chỉ cần không bị loại thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cục cưng ơi. Quá giỏi quá. Ai hả? Xinh quá rồi.
Quá dữ rồi. Tuyệt vời. Ghê vậy trời. Hiện tại là 10 quả không rớt kỷ lục của đội các bạn. Với 5 quả hồi nãy là hiện tại là 15 nha. Hồi nãy em nói rồi, em chỉ bị xây xích cái này thôi. Xây xích hả? Xây xích hả? Đây, một người đã từng học võ ở dưới quê. Ở dưới quê. Đai đen Bobby Nam. Đúng vậy. Đai đen thui. Chị đáp bằng hai cái ngón cái thôi. Chỉ có thể làm ngã chứ không làm đứng được ai hết. Để coi đen hay đỏ. Chắc là đen thui rồi. Loại. Loại. Dưới cái mà. Quan trọng là nó ở dưới cái vạch mức. Ba à, cô ơi. Đội trẻ còn thi đồng mà. Đồng đội đã què rồi còn đẩy lên mức 4 nữa. Chưa qua vạch mức luôn. Trời các bạn ơi. Các bạn còn hai lượt nữa. Anh Vinh nhảy được không? Anh Vinh lực xung đi rồi. Bà báo thì không được chậm cho hai người chạy đi. Chậm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẩy, ba đẩy trái không? Ba quả nữa, hồi nãy là 15 18. Là 18. Ba quả nữa. Đừng giỡn nhà nhiều quá, do Ngọc nó chơi cuốn đó nhiều quá. Sao trời Ngọc được, bên tôi có Lâm Vĩ Dạ mà. Đừng có giỡn nữa nha Dạ. Một lượt nữa, 20 trái nữa. Em đại diện. Đúng vậy. Mời. Để em sửa chữa sai lầm. Mai mà bên đội này có Khải Như đỡ lo lắm luôn á trời. Ủa? Sao vậy trời? Ủa? Chị lâu lắm rồi không chơi game show à? Vụng về. Vụng về. Như vậy là sau 4 lượt chơi thứ hai thì đội mình mang về được 18 cái kỳ, tức là 18 bowling mà thôi. Trời ơi, bên này là 11 trái rồi. Hay đó. Bên mình hồi nãy là 11 quả. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần 8 quả là 19 là thắng. Hồi nãy mình 11 rồi đúng không? Đúng không? Rồi, rồi, được rồi. Mấy đứa nghỉ để anh. Anh cái đẹp. Một cái một. Không dạ, cái xếp hai à. Chậm thôi anh. Chậm thôi Lục. Chậm thôi Lục. Té bây giờ. Mặt mũi nào ăn nói với ba nào quá anh rồi. Ủa? Một quả duy nhất. 12 12 tới cực. Cực 6 là mình thắng rồi. Cực 6 là mình thắng. Em xin được mời vàng. Thôi chị vàng, em lại bỏ đi, em lên đi. Ba người 7 là mình thắng rồi. Em chỉ vàng. Dạ. Em chỉ cần 5 thôi. Còn nhiêu để ngân. Trời ơi. 5 thôi. Xin mời. Rồi. Đi thôi, đi thôi. Rồi. Ngân Ngọc ơi. Trời ơi. Rất nhiều kỳ, rất nhiều quả bowling còn đứng nhưng làm rớt xa loại. Ai loại? Trời ơi! Loại! Loại! Không có trớn là phải thua rồi. Sao em ngã ra sao vậy? Em không ngã ngang đi. Sao em thấy chị Dạ? Em sợ chị Dạ hả? Cái gì Dạ? Trời đất ơi, tự nhiên cái thuộc tỉnh chứ là bé Ngân là nó ngã lên rồi. Em sợ em phụ hết. Tính ra mặt tiền nó quan trọng ha. Em sợ em phụ hết. Nhỏ sợ quá đó. Em đừng có nghĩ gì cho chị hết trơn á. Hồi nãy nó lại là té về đây là đúng trơn. Nhỏ sợ quá, thấy mặt tiền ghê quá, chui vô hẻm luôn. Hẻm luôn. Nhảy đi tôi đỡ cho. Tới bé Ngân kìa. Ngân. Dạ chú đi dạ ơi. Ngân ơi, gãy một lần rồi Ngân. Tự nhiên mình đang thành thắng. Thành thua kì. Khéo léo đừng giỡn. Dạ anh sợ thua lắm. Lật sơ mi. À lật sơ mi. Yeah. Bậy ơi. Ừ.
Titi ơi không có trớn mà thấy thua rồi. Đâu mà ăn chay nhung chay vô mà không bên giỡn. Tự nhiên em thấy em có ba quả tạ trên vai. Bây giờ là lượt cuối cùng dành cho Thúy Ngân. Nếu không phải là số 6 là thua. Sao khó thôi, vậy thôi. Cố lên em, cố lên Ngân. Nhưng mà nãy là Ngân chỉ ngã có một trái ạ. Bạn ơi, nhưng mà cái này là còn một cái nữa mà đúng không? Còn mất nữa mà đúng không? Đó, mình chơi hai lượt à. Hai lượt à. Quá rồi hai lượt. Quá rồi hai lượt. Mình thắng rồi. Yeah. Thắng rồi. Đúng là như những gì nói ban đầu, một bên thì lừa lọc mình. Với 4 nhân sự luôn, bên người ta chỉ có 3 thôi. Phải, tại vì đội em không chuẩn bị tâm lý trước, tưởng chơi có con dầu mà. Không, đâu có tưởng được, do là đội em là nhiều người té quá. Đội bên đây có người té. Có mình em là không té, Lâm bây giờ té. Tôi là chơi rất nhiệt tình, nhưng mà tại vì cơ thể tụi nó nặng, cho nên là tôi đứng không nha. Tiến lực một trái, còn cái ông giấy lồ là ông té 2 lần. Ê, bà Lu đây cũng vậy thôi. Ông lồ với bà Lu là thiệt. À, tưởng chơi có một lần à, xong rồi cái cà rợn. Trời ơi, tự nhiên đưa ông lồ bà Lu ở đây chứ vậy, chứ vậy. Thưa quý vị, thân mến, như vậy ở trong trò chơi đầu tiên, đội thắng cuộc là Trương Thúy Minh, Lan Ngọc và Khả Như. Trời ơi. Kiểu như quy hạn vậy. Thưa quý vị, đây là trò chơi thứ hai của Bay Nụ Cười Show. Đây là trò chơi mà nó mang tính chất tâm linh tương thông. Mỗi Trời ơi, em không mỗi có người cái đó. Sẽ chọn đối thủ, xin mời chọn đối thủ. Ủa là anh Gia có chơi chung đội em đó không? Không. Ủa kiểu người mà sao chơi cái chơi cái anh không chơi? Không phải, chỉ hỗ trợ khi nào ban tổ chức yêu cầu thôi. Ban tổ chức là ảnh luôn á. Em xin ban tổ chức yêu cầu ạ. Ban tổ chức có yêu cầu anh Giang sao? Chưa chưa bao nói nhiêu là mùa gì? Rồi Trường Giang không có chơi dơ. Có, ban tổ chức kêu có kìa anh Giang. Có kìa anh. Có rồi, tôi sống ngay thẳng không chơi dơ ai bao giờ. Ủa rồi, xin mời hãy chọn đối thủ đi. Anh Vinh thì phải là chị Lâm Mỹ Dạ rồi. Được, nếu như em muốn dạ. Mời em. Cái lực anh mạnh lắm á, chị cẩn thận. Lên. Ủa anh phải đổi. Trời ơi, cái lực tay của anh Vinh là chị bay đầu luôn á. Trời ơi, cái lực tay của anh Vinh là chị bay đầu luôn á. Nhưng mà anh Vinh anh ngờ ngạc quá. Chắc vào Vinh, chắc vào Vinh. Rồi, vừa thôi. Vừa thôi. Đây này, bây giờ lượt chơi như sau. Mỗi người sẽ có 3 lượt đẩy và 3 lượt né. Người đẩy sẽ không được hô, và người không đẩy là người né sẽ hô. Dĩ nhiên cả hai đều bị bịt mắt. Vinh sẽ hô 1, 2 và 3. Thì Vinh có quyền qua trái hoặc qua phải. Nhiệm vụ của dạ bịt mắt sẽ chọn trái hoặc phải. Hên xui mới đuổi, mình sẽ dính bột của đối phương. Anh bột. Đơn giản vậy thôi. 1, 2, 3. Mà em đẩy đây thì anh né được. Mà em đẩy đây là anh dính nè. Rồi bây giờ chúng ta đo về cái chiều dài của tay ha. Ngồi thẳng nè. Rồi chúng ta chỉ có trái hoặc phải, chứ không có giày. Không ai đẩy xuống dưới này hết trơn á. Chứ không có mà anh né giày. Đúng rồi. Cái người bị động sẽ luôn là người được đếm. Dĩ nhiên là phải đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái người bị động là người né đúng không anh? Bị động là cái người né. Cái người đẩy là người chủ động. Mặc dù cả hai đều bị bịt mắt. Thắng được gì? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi thắng được chọn. Em đẩy trước. Rồi đẩy trước. Hai tay hai cái. Nên nhớ mỗi lần dùng một tay nha.
một. Em thích chơi ngậm nước vô. Ảnh là đang hai tay hai cái luôn đúng hả? Rồi, đúng rồi, rồi chị, đúng sẽ rồi là một vậy thì sao né được trời? Đâu, một là bên trái hay bên phải mà người ta chỉ chọn được một hướng thôi. Trời ơi, Lu quay Lu, không rành cuộc chơi hả Lu? Trời trời ơi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Một, hai, ba. Hai, ba. Ý mà đưa trước luôn á. Rồi, chúng ta anh tiếp tục lượt thứ hai. Thêm một không? Lấy cái này. Trời ơi, Lu tàn á. Lâm bây giờ tiếp tục đếm. Tôi nghi qua không nổi. Dạ tiếp tục đếm nói chuyện anh, đi. Anh Vinh chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. Hay quá. Một lượt cuối cùng. Nói chuyện đi. Nói chuyện gì giờ? Đâu có biết nói gì. Hồi giờ ra bên nào anh thích bên nào? Anh thích bên nào? Anh thích bên trái. Anh thích bên trái. Nếu như anh thích bên trái, em nghiêng bên trái cho anh được không? Em sẽ nghiêng bên trái. Để đi. Ủa quên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ê, hộp trái, bên trái rồi. Hộp. Bên trái, bên phải là một đường thẳng, bên chéo là bên sai rồi. Sai. Rồi xong. Chị đẩy thẳng thôi anh. Chị dạ thắng hai lần. Để cuộc chơi xem thú vị á, thì 1, 2, 3 á, là cái người đếm sẽ chọn vị trí trái phải đúng không? Ví dụ anh là Vinh nè, 1, 2, 3 là 3. À rồi lúc là đó. Thì dạ cứ từ từ phán đoán rồi đẩy. À đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà Vinh á, để tránh trường hợp á là bị đối phương phát hiện âm thanh, thì Vinh cứ đếm 1, 2, 3 là di chuyển. Ok nha. Ok anh. Để cho nó hấp dẫn ha. Dạ sẽ Vinh thở nhẹ thôi và dạ sẽ bắt đầu đoán ha. Sau khi đoán xong được thì thẳng tay thôi ha. Ủa, em muốn cần bịt bắt không? Có chứ. Cả hai được rồi. Rồi, Vinh là người chủ động đếm cho nên nói đi. Ok anh. Ok anh. 1, 2, 3. Từ từ nha, thoát đi. Thoát cái gì bây giờ? Thoát cái gì bây giờ? Bên trái. Chứ đâu phải là em xéo ở bên chào này. Dính rồi, dính rồi, được rồi. Rồi, nhưng mà ý là thoát vô để cho nó hấp dẫn, hiểu không? À, ban tổ chức cho chúng rồi. Ok. Coi như là chọn tay nào là hướng đó. Bây giờ là mới có 1-0 thôi. 1-0 thôi. Hồi nãy thắng 2 nữa chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh đếm đi. Lượt này anh phải thắng 2 cái thì anh mới què được. 1, 2, 3. Anh qua chưa? Đây rồi. Rồi. Tập trung nghe từng hơi thở. Anh Vinh à. Là vô chưa? Là không, chính xác. Lòng bên cung lại. Là ảnh bên này hả? Đúng rồi. Lại chưa? Hiểu rồi. Còn một cái cuối. Anh đếm đi. 1, 2, 3. Sao nghe cái tiếng anh bên này nè? Em nghe cái chữ 1, 2, 3 nó qua đây nè. Gió nó lùa âm thanh qua đây nè. Chị thì chỉ có thể là bên khu vực này thôi. Thu tay lại và đẩy thiệt mạnh lên cho nó hấp dẫn nha. Thu vâng. Tay lại. Thu tay lại. Và đẩy thiệt mạnh. Đất. Đất ơi. Em tưởng chị phải lắc leo lên. Là chị quên bên tay kia. Không có bên này chứ. Vậy là 3-3 quề. Quề, cặp này thề. Quề. Cặp tiếp theo ai chọn ai? Chọn hả? Em với hả? Anh Giang. Em chọn tôi. Em chọn anh chứ ai nữa. Em chọn anh. Trời, trời luôn. Quán tôi xì. Ai trắng cho trước? Ok. Em ra cái gì? Em ra cái búa. 2-3. Em là người thật thà mà. Anh ra cái gì? Em suy là ra cái gì? Ra cái gì? Em ra cái kéo. Tôi ra cái bao. Vất vơ thắng lại hả? Em ra gì? Sư huynh à. Coi chừng ông thao chứ. Coi chừng ông thao chứ. Em ra cái kéo. Em ra cái kéo, tại sao ra cái kéo? Em thích ra cái kéo. Ok là baby, 2-3. Cắt đôi nỗi sầu. Cắt đôi nỗi sầu. Cái gì vậy? Không phải. Em xin thanh minh cho bé Ngân là nãy lúc cái kéo kìa của mày. Em bị lèo. Tôi thấy em gì nè. Nói ra vậy nè. Em bị lèo. Tôi thấy em rõ ràng vậy luôn á. Thôi. Tôi chạy trước. Em xin đến chính này nè. Đáng nhớ á. Trong đầu là em ra cái búa. Nhưng mà anh nói cái kéo thì em. Tôi chạy trước. 1. Gì vậy? 2. 3. Nó
nói chuyện đi, thoát đi. Tôi mới nghe cái chân của cái chân của Thúy Ngân đụng vô đây nè, mới đụng đây nè. Đúng rồi. Mà thường thường á không ai mà quay qua đây cái để cái chân bên đây hết trơn. Đúng rồi. Mà phải để ngược lại. Không được di chuyển. Nhưng mà đồng đội bên đây nói đúng rồi, đúng rồi. Đâu được. Chắc là đúng rồi. Okay, là đúng sao? Rồi, đúng rồi, đúng rồi, em xin lỗi. Lừa cũng được thì sao? Đúng rồi, không có ai mà chúng tội mà trả lời đúng rồi. Nhưng mà anh Giang phán đoán quá đúng. Nhưng mà đúng rồi, em rồi, em nhắc tuồng người ta đúng rồi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục đi. Thôi, không có chơi vậy. Lần sau mà còn đúng rồi là tôi để nguyên cái thao vô mặt em luôn. Đúng rồi. 3 2 1 Con bé này khoái về miền Tây ha. Hướng này là hướng đi qua bên Đồng Nai nè. Còn cái hướng Bến Tre là hướng này nè. Kỳ ta. Nói chuyện gì vậy? Anh nói gì vậy? Nói gì kìa anh. Cái cuối cùng đi. Rồi tiếp. 1 2 3 Cố tình cho tôi nghe bên đây. Không lẽ giờ tôi đẩy bên đây. Không được. Tôi phải đẩy bên đây thôi. Tôi phải đẩy bên đây thôi. Ê, hay quá. Hay quá rồi ta. Trời ơi. Người ta đi về miền Tây em trúng thủy lắm. Em đi một đường thôi. Ok. Chị Ngân đeo khẩu trang hả? Chị Ngân đeo khẩu trang. Đẹp. Quên. Anh về miền nào? Miền Trung, miền Trung, miền Trung. Đắk Lắk rồi đó. Miền Trung đất bồi phượng ra. Đó là anh em mới chơi hả? Giọng mạnh lên em giọng nha. Sao anh hối hận vì quyết định này nhó? Thật chưa? Gây ok. 1, 2, 3 1, 2, 3 để em suy nghĩ nha. Anh Giang thì Thuận. Anh Giang thì Thuận. Thuận tay trái. Đúng rồi. Đừng ai nhắc gì hết, đừng ai nói gì hết nha. Nhưng mà nhiều khi anh Giang anh đổi ý. Anh nghiêng bên phải. Thôi đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Ủa chứ nãy đội em 3-4 người đúng rồi. Nhưng mà anh Giang thường thường á, thói quen của ảnh là làm gì cũng bên tay trái trước. Đúng rồi. Tự nhiên anh nói chuyện đúng rồi vậy. Anh nói chuyện đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Thì nói câu đó đã là đúng rồi. Cái nghiệp MC. Cái nghiệp MC. Sao hay thật quá vậy? Quên nó nghe âm thanh ha. Đúng rồi, coi Giang nó ra bột không? Đúng rồi. Mà người ta chơi là cái này là gọi là ịn bột. Còn nó quánh nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải chị Ngọc chỉ kêu em á. Mạnh lên chị Ngân. Mạnh lên. Kêu một cái bạc. Trời ơi, muốn mà chăn cái đảo người ta ra luôn. Trời ơi là trời. Không phải, chị Ngọc em Giang nhờ cái chữ đúng rồi của anh á. Tỉnh. Bữa qua nhà anh chơi cái con anh gặp nó không hợp không hợp. Hàng chi là vậy á, nó tiên đoán trước. Ôi xin lỗi anh Giang, không phải em không phải chị Ngọc đó hả? Em á là thi 50% không lùi. À là em xuống hả? Không phải, thấy nhẹ quá, nó không có ăn vui á. Không vui vậy là vui vậy. Nhưng mà đâu phải anh Giang là đội nào vậy? Anh là bên đội tăng cường á. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Tự nhiên lại ông nghe cái bộ tụi đây. Này luôn. Đừng có thoại nữa, đừng thoát quay, nữa. Listen. Rồi, bây giờ mắc cười có chuyện gì nữa vậy? Lại ông tôi ở bụi này. Tôi sẵn sàng chưa? Anh Giang ơi, nói đi. 1, 2, 3 Em giọng nói của anh Giang. Anh Giang lúc nãy á. Anh Giang lúc nãy á. Anh thôi rồi đừng cười, để em nghe giọng cười của anh nha. Hồi nãy anh đã chọn trái rồi. Thì hậu lẽ nào anh lại chọn trái rồi. Em đoán là anh Giang á, lần này có thể ảnh nhiều khi ảnh đi theo con đường cũ. Hey, nhưng mà anh Giang thường á, lần này có thể ảnh nhiều khi ảnh đi theo con đường cũ. Hey, nhưng mà anh Giang thường á, ảnh sẽ làm bên này xong lại sẽ làm bên kia. Rồi bên kia.
Tôi thấy anh, tôi nói anh không nói tụi chết chừng. Bên này á, bên đội bên này có những tiếng cười báo động. Đâu phải à, gì à? À, anh Giang á, thường thường là ảnh bên bên kia rồi là giờ anh sẽ qua bên đây. Anh Lực, giọng anh Lực. Tôi nghe rõ như giọng chú Lực à. Anh Giang hả, là nãy bên kia rồi thì chắc chắn lại sẽ làm bên đây cái tiếng Lực. Đúng không? Đúng rồi. Đó là một thủ thuật để nhắc. Không sao đâu. Không, bây giờ mình mọi người gặp, im lặng, mọi người mình đừng nói. Mình mới có cặp, hai cặp thôi mà. Đúng. Nhưng rồi. Mà vui quá, cặp này vui quá. Còn lần nữa. Tôi nghĩ cặp này chơi luôn, cặp này vui quá. Nhỏ này làm như anh bị gì em vui nữa hả Ngọc? Nhưng mà coi mặt anh kìa. Nó nói đâu là đúng tới đó. Vui lắm. Bây giờ không cười nữa nha. Đứa nào cười là vòng ngoài là tự xử một cái luôn. Ok. Anh ở nhà để em canh anh. Rồi, vô đi. Em còn cái đúng không? Một, hai, ba. Cái này mới khó nè. Nãy trái rồi, xong rồi phải. Xong rồi, không lẽ bây giờ anh lại trái nữa. Không thể. Em nói đó. Anh Giang không thể nào mà theo quy luật tự nhiên chạy được. Đó mọi người. Anh Giang á, anh phải có một chút xíu mưa mẹo, một chút xíu lắc leo. Nhưng mà nhiều khi anh chọn bên này để đánh lừa em, nhưng mà anh Giang phải chọn bên này, anh Giang phải chọn bên này, anh Giang phải chọn bên này. Không có cười, ta không có cười nha, ta không có cười. Ngừng, nó có đẹo này không? Không có. Phải em cười môi. Em mắc cười chứ. Em rất cười, em cười môi. Khoan, khoan. Dạ cười môi. Ngừng, nó có đẹo này không? Có. Dạ cười môi anh. Em ơi đàng hoàng. Dạ đây là... Em giả cười môi. Người mình làm tôi thương nhất lại là người làm tôi đau á. Là không lẽ anh Giang anh bị trái rồi, không lẽ anh trái nữa. Mình phải trái nữa. Dạ. Dạ cười. Dạ nó báo động dai mà. Chéo qua đi. Cái lúc mà là Ngân nó là chắc chắn anh Giang sẽ bên trái. Dạ cũng không có gì hết trơn, nó cũng nhưng mà Ngân nói là không, anh Giang mà không đoán được là bên phải nó giảm chứ giống như là chết vậy đó. Đây này rồi, không, cái này người ta gọi là gì, suy luận tâm linh tương thông đó, là vì em hiểu anh Giang. Mà anh Giang cứ chắc chắn á, cho nên lúc nào anh Giang cũng há miệng ra nè. Mà mỗi lần xong là cứ bột nó miệng. Gia lồ này nó há miệng làm gì? Bột không. Để mà sao bột đến mặn quá vậy? Không há miệng mà ăn được 1 ký rồi đó. Mặn nha, mặn nha. Nhưng mà không nha, nhưng mà lời nguyền đúng nha. Anh Giang vô đội nào gửi cho tôi nha. Bây giờ có kêu vô nữa nha. Tôi chính là người của ban tổ chức. Luôn phái tôi vô những cái đội là mà ba người ba người. Tại vì ban tổ chức cũng không thích tôi lắm. Thôi nhưng mà cặp mày vui lắm, chơi thêm một lần nữa được không? Bây giờ mình không chơi cái bông, mình chơi cái búa không? Chơi. Có khác gì cái búa đâu. Chơi. Người ta là đẩy nhẹ vậy thôi. Chơi. Còn nó là... Cái mặt anh ngoại trừ cái con mắt ra, chỗ nào cũng đầy bột. Cái ngưng cổ rồi nè. Vậy là của thằng Panda gì đó. Cặp tiếp theo đi. Ai? Thẻ có những cú cười không ai hiểu. Cú cười không ai hiểu à? Cười không ai hiểu. Thì xăm trước, thì xăm trước đi. Có thật sự là biết đeo không? À, nhìn ngược ha. Xăm đó, thì xăm đó. Tôi được. Cần săn sóc viên. Gọi sẵn tiếng trên cho tôi. Rồi, ok, đã có. Anh trai, trước khi mà làm em có một cái sự thương lượng với anh trai. Ok. Tụi mình có những dự án chung với nhau. Oh yeah. Nếu như em có vấn đề thì anh trai cũng kẹp. Anh hiểu mà, không sao đâu. Tôi nghĩ đó không phải là lý do chính đâu. Lý do làm mấy cái này nè anh nghĩ. Đó, giờ này kinh tế cũng khó khăn. Anh ra lực thử cho Như yên tâm nè. Đang lấy bên này nhanh vậy. Học võ mà. Học võ mà. Không, hổn trời đánh. Ông dám đánh anh mình. Bây giờ mình ban tổ chức mua giùm tôi 2 trái sầu riêng được không? Thôi bây giờ chơi đi. Tụi chơi đi. Chơi đi kìa. 1, 2, 3. Ê. Ủa? Được rồi. 3, 2, 1. Không hỏi là nó không ra. Hỏi đi, hỏi đi anh ra gì? Em ra gì? Em ra cái búa. Em ra cái búa. Dạ. 1, 2, 3. Một cái búa đầy sự mưu mẹo. Sao
Nhưng mà trước sau thì chẳng được. Bây giờ ai trước? Thôi. Ai thụi trước? Thụi trước. Để thụi. Thụi chị bất tỉnh luôn là chị khỏi chơi vòng hai. Em nói nghe nè, tại vì em không có thời gian để đi sửa lại một số chỗ đó. Nên anh giúp em. Anh chưa bao giờ nặng nề với phụ nữ, ngoại trừ Lan Ngọc thôi. Hả? Em bắt đầu đếm nha. Anh lực thuận bên nào? Anh thuận tay trái. Anh thuận tay trái của anh trái. Trái là bên này. Trái là bên phải chị đó Như. À, trái là bên phải. 1, 2, 3. Ba. Em qua chưa? Qua rồi. Qua xong rồi. Ngay tay lắm, thuận cái tay lắm. Thuận cái tay lắm. Mưu thuận cái tay lắm. Thôi chị bên đội nào vậy? Mưu mèo lắm nha. Thuận cái tay lắm. Đừng có bắt chước anh Giang mà đúng rồi nha. Đúng không vậy? Bà Lan Ngọc ác kìa. Thuận cái tay lắm mà hồi nãy ta mới giao lưu, ta thuận cái trái rồi. Thuận cái tay lắm. Ủa? Đồng đội. Là em đang đứng đội em đó. Có thật sự là chung một đội. Bánh ngon quá vậy, có gì có bánh ngon. Bánh gì? Bột chứ bánh. Bột thì chưa làm. Không, anh làm nhẹ mà đâu làm mạnh đâu. Anh Luật, người trong gia đình mà anh Luật. Anh làm nhẹ lắm. Hồi nãy là anh mới thụi bên tay phải đúng không ạ? Tay trái, tay phải của em. Hay thì mất phương hướng hả? Không có bị đứng trái phải. Bà loạn hướng rồi. Rồi 3, 2, 1. Qua chưa? Rồi xong rồi. Sao Ngọc? Ngọc nói cậu ơi, có thuận cái tay không? Đó. Con rồi em. Tôi tin em. Tôi tin em. Sao hả Ngọc ơi? Chị nghĩ em nên ịnh vô mặt nó một cái. Ủa, sao thật sự chung một đội không? Sao anh tin em vậy? Ủa? Rồi, dán sao tôi tin em nữa nha. Có ai tư vấn cho em không? Bây giờ nè, giờ em thắng không? Em muốn thắng. Bịt miệng Ngọc lại. Chỉ có một cách đó thôi, không có cách nào anh khác. Anh cho anh bịt miệng với Ngọc kìa anh Vinh. Em bịt mắt lại chưa? Em bịt mắt rồi. Rồi em đếm đi. Ủa, đếm luôn hả anh? Em muốn đếm đếm giờ, muốn... giờ không lẽ anh không tha cho em một cái? Anh tha cũng này, anh tha. Anh tha đúng không? Đúng rồi. Anh tha. Em xin phép. Đếm đi. 1, 2, 3. Hỏi đi, hỏi Ngọc nói chuyện chơi. Không có hỏi nhưng mà nghe cái bụt là tôi biết rồi. Sao biết được? Tôi biết là thuận dữ lắm rồi. Hỏi Ngọc đi. Hỏi hỏi Ngọc ơi, có thuận không Ngọc? Hồi nãy tôi nghe lý trí nè. Không. Vậy là chắc mình nghịch rồi. Mình nghịch. Như vậy là tiến luật 3 lần, đều chính xác 3 lần. Tất cả là em nên liên hệ Linh Duy Lan Ngọc. Tôi nghĩ vậy nè, bây giờ mình đừng chơi gì nữa. Tất cả đứng một phía, một mình Ngọc ngồi đây thôi. Thiệt á. Rồi chơi thôi chứ. Trời nó cười ra biết. Tôi thấy chắc bên nghịch rồi. Tiến luật nói là tôi nghĩ chắc bên nghịch rồi, là không phải là bên trái nữa. Cái ai chơi lại? Nhưng mà đâu ai vậy mà chị Như ngờ ngạc ra đến mức độ. Hai lần bên này là đổi qua đây tiếp rồi. Trời ơi. Thôi, mình mới có lượt đi rồi, còn lượt về nữa, lượt về ok lắm. Rồi, vô. Vô. Ê, không có cười mồi nha. Không, anh coi đàn bé nè. Ủa chứ chẳng lẽ em cười cho anh không cười cho đồng đội em? Anh ơi, anh nói anh thương em mà ba cú là vô chính điện không anh? Không phải em ơi, tại vì anh nghĩ là hai trái một phải. Rồi, lượt đếm đây. 1, 2, 3. Trời ơi, quá vừa tầm. Phải trái. Hỏi Ngọc kìa nhớ. Bên phải với ông Ngọc. Thật quá. 1, 2, 3. Vậy á, vậy chắc sai. Ủa, tay phải mà. Em không phân biệt được trái phải. Tay phải mà. Tại đang nói luật của anh Luật mà. Tự nhiên, cái luật của Khải Như nó thuận luật. Không sợ kẻ thù mạnh. Chỉ sợ lòng.
Nói chung là em bị tôi thao túng tâm lý rồi. Tập trung thôi. Thôi tiếp tục đi, tiếp tục. Nói mèo thôi, mèo không có biết ngược lại. Rồi em vậy, không biết cái phải. Nhưng mà tự nhiên giờ có được quyền nhắc là sao trời? Có ai nhắc em đâu, anh không có ai nhắc đâu. Như vậy là hồi nãy Luật thắng 3. Mà bây giờ Bình Như đã thua một lần rồi, cho chơi nữa Luật cũng thắng. Thôi kệ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ còn người chưa chơi đó là Lan Ngọc. Nhưng mà đội em cũng thua luôn rồi. Vậy là đội em thắng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, đây là chương trình Bảy Nụ Cười Show. Hey. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ và sau đó chúng ta sẽ có một bàn ăn thật là to. Đây là một cái món quà mà ban tổ chức gửi tặng cho các nghệ sĩ bảy mùa đã cống hiến quá nhiều cho chương trình. Quá ổn. Bác sĩ có thiệt là ăn mà không có chuyện gì không anh? Đây, một bàn ăn rất là thịnh soạn luôn nè. Chúng ta có gọi là quá ổn. Tôm càng nha. Ê là Ngọc, con bé kia. Ủa đói lắm hả? Sao kêu là có một bàn ăn thịnh soạn? Mà dĩ nhiên rồi, ăn mà ăn đơn giản thì đâu gọi là chương trình. Phải có điều kiện. Thắng được ăn còn thua nhìn miệng. Mời qua bên salon ngồi. Nhìn miệng đó hả? Có nhìn miệng đó hả? Ba người ăn xong hết. Đúng không? Ủa? Có nhìn miệng đó hả? Ủa? Em tưởng mình ai cũng được ăn. Mình phải thắng em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà ở nhà các cháu nó hay chơi. Trò chơi vỗ tay thôi. Ví dụ Trường Giang chơi luôn, này tôi chơi luôn. Nhưng mà tôi với điều kiện là mồi cho các bạn chơi. Sẽ có tiếng vỗ tay là 1 2 3 là bật cái này. Có nghĩa là gì? Là đi tới. Nhưng lập tức nếu em một cái thì là Trường Giang là lùi lại. Khi lùi lại thì người này có quyền 1 hay 3 là chuyện của họ. Nhưng cứ người đầu tiên bắt đầu, hư đâu bắt đầu đó. Dạ. Người đầu tiên xuất phát là đạp ga là phải. 3 hiểu okay. Chưa? Hiểu. Thì nói lại một lần cái nữa là lùi. Ba cái là cứ đi theo vòng tròn thôi. Ba tiếng một lùi. Rồi. Một cái là cài số ve. Hiểu rồi. Cái đó là kém câu ngôn ngữ rồi nè. Ba tiếng một lùi, người khởi hành không được ve lùi. Dĩ nhiên sau trò chơi rồi chúng ta sẽ có hai người chiến thắng. Thì hai người đó sẽ được đặt cách qua bên bàn kia ngồi trước. Wow. Và dĩ nhiên sẽ ăn trước luôn. Ăn thử chứ. Trên ngồi trước. Đúng không? Còn những người thua ở trong một trò chơi ở đây nữa, sau trò chơi vỗ tay này xảy ra. Giấy trời cho tôi với Trinh thắng qua bọn ăn hết, tôi không qua hết rồi. Hết đồ ăn. Thực ra để ăn hết được đồ ăn đó chỉ cần 1 giờ đồng hồ. Chậm chạp lắm. Chứ làm sao mà ăn hết được đồ ăn, tại vì rất là nhiều món. Không có nháp, không giết nha, giờ là quy định. Vô. Rồi. Đúng rồi. Tên. Người bị loại đầu tiên là bị dạ. Ủa gì vậy? Hiểu chưa? Cái tài phải tập trung đó nha. Mà chúng ta vừa rồi là hơi bị chậm ha. Dạ nhanh. Ok hơi. Vòng đầu nhanh tiên. Vòng này là phải nhanh ha. Từ đâu? Là bị dạ chơi với tư cách là hỗ trợ, chứ không có tính thắng được. Thôi, mình sẽ thua rồi ha. Rồi để ba giùm cái. Để ba giùm cái. Là không có được ăn. Không được ăn trước thôi. Không được ăn trước thôi, ăn sau thôi. Để ba giùm cái. Mình còn 9 trò chơi sao mà. Qua cái. Dạ lại. Dạ lại. Dạ lại. Nhìn. Nhìn đó. Cái mèo kia nè. Đừng có giỡn với tôi. Trời ơi. Cái gì? Khá như loại. Trời, tôi làm việc ban giám khảo chưa? Thêm 3 người thua nữa, đã có 2 người thua rồi anh. Rồi, ok. Tiếp tục á. Bây giờ là từ Khả Như hỗ trợ, y chang là bây giờ hỗ trợ. Dạ rồi. Vâng. Quýnh một cái tôi quýnh liền luôn. Bắt đầu. À.
Vinh. Lại hai người luôn chứ, hai người luôn á. Đâu có, tôi mất chỗ rồi mà. Luật chuẩn bị thì Vinh đã phạm lỗi rồi. Ừ, phạm lỗi rồi. Rồi, với lại là như vậy là Vinh, Dạ và Như. Chồng rồi. Rồi, đúng rồi. Em chồng. Rồi, à, thấy đâu bắt đầu từ đó. Rồi chị á. Đây. Ai chiến thắng mời quên bạn ngồi ăn. Đây em. Cảm ơn anh. Anh trai. Chị Dạ vẫn chưa hiểu. Anh Lộc, sao anh bỏ lu với lù? Anh né được lu với lù anh mừng lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vừa làm miếng tôm liền chứ hả? À, Tiên đồng hồng nữ thân mến, chúng ta vừa tham gia ăn đó vừa tham gia bên đây nha. Rồi, được. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi mà đã từng chơi là gọi điện thoại cho người thân. Bây giờ chúng ta sẽ có khoảng 30 giây mình sẽ nhắn tin bằng điện thoại của mình và nhắn tin cho có người mà mình muốn họ gọi cho mình. Ở đây chúng ta sẽ chơi một phiên bản mới, đó là ở đây có 5 vị trí thì ai là người bị gọi cuối cùng người đó bị phạt. Rồi nhắn luôn cho anh. Nhắn luôn phải không? Thời gian nhắn nhờ hỗ trợ cho bất kỳ ai đó, cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp đều được hết. 3 2 1. Nhắn tin. Ủa tôi đâu cần nhắn đâu đúng không? Tôi thắng rồi đúng không? Đúng rồi. Ôi, khỏe quá. Hotline là 056-8424. Bạn của mình phải hỗ trợ bằng việc gọi vào số này, không gọi vào điện thoại di động của mình. Và số này chỉ dùng duy nhất cho trò chơi này. Gọi. Ai bị gọi cuối cùng hãy trông chờ vào đây là người thân của mình. Dạ alo ạ. Khoan từ từ nha, đây là chương trình 7 nụ cười xuân. Tôi chưa biết bạn là ai mà bạn sẽ biết tôi là ai rồi là đúng không? Bây giờ chúng tôi đang có một trò chơi là gọi điện thoại tới cho người thân. Ai là người bị gọi cuối cùng thì người đó sẽ bị loại chương trình này và hình phạt cuối cùng đau đớn. Xin hỏi bạn là ai và gọi cho ai? Dạ, em đang gọi cho chị. Chị Lâm Vĩ Dạ. Bỏ mời chị yêu em. Mời. Cảm ơn đây. Em trời ơi, chị ăn được liền vậy? Dạ. À, Tiên Minh Phụng hả? Em gọi cho chị Lâm Vĩ Dạ thì nói chung là Lâm Vĩ Dạ cũng ok rồi đó. Dạ, vậy là chị thắng hả anh? Không, chưa chắc thắng đâu, chị đi ăn thôi, ăn nhiều thì mập chứ có gì đâu. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào. Dạ. Ôi, ba anh em mình á. Ôi, ủa cái team thua cuộc nè. Ủa, em nhờ ai vậy? Em nhờ ai mà không thấy gọi? Alo. Dạ alo. Xin hỏi mình là ai và gọi đến cho ai ạ? Dạ em gọi đến cho Ngọc Hoàng ạ. Chị Nhã ơi, I love you. Em là ai? Alo, em là ai? Bé gọi vậy thôi xong luôn rồi. À em ở nhà tên gì? Em tên Vàng. Vàng, nãy nói Vàng đó. Vô. Yes. Wow. Ê đội mình thắng hớp luôn. Alo? Trời ơi đội em thắng hớp luôn á. Alo, alo. Alo. Giọng trai. Đây là 7 nụ cười xuân, xin hỏi mình là ai ạ? À? Gọi cho ai ạ? À? Khả Như. Tôi chính là. Tôi chính là Diệu Lâm Đồng Nai. Tôi chính là Diệu Lâm Đồng Nai. Như vậy là Lê Diệu Lâm đang gọi cho Khả Như. Khả Như chiến thắng, xin chúc mừng. Yeah, cảm ơn Lâm. Yeah. Chị Như ơi, 30 nhân viên nhà em bấm cái số này em xin chị Như. 30 nhân viên bấm số này. Ủa nhân viên mình rảnh lắm hả? Nó bấm liên tục. Một người là không thể nào mà vô được được. Phải 30 đứa phối hợp lại. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Lâm. Nhà thắng tất cả chị Như mà chị hành tụi tôi quá chị Như. Cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe. Đây. Bây giờ chiến thắng sẽ thuộc về ai? Một là Lan Ngọc, hai là Trương Thế Vinh. Ai là người bị gọi quốc? Alo, Trường Giang đây, xin chào. Dạ, alo. Ai đang gọi? Dạ vâng. Ai đi à?
Dạ con chào chú Giang, chào các anh chị. Con là người nhà của anh Trương Thế Vinh à. Con là người nhà của anh Trương Thế Vinh à. Ơ, con tên gì? Khoa. Hả? Đó Ngọc. Dạ con tên Khoa. Ok Khoa, cảm ơn Khoa. Tuyệt vời Khoa ơi. Khoa vừa đưa tiễn một đứa em gái của chú xuống vực thẳm rồi. Và những người mà được gọi chú Vinh là cũng được ăn đồ ăn. Còn em gái của chú là đang ăn năn hối cải rồi. Anh cứ để anh ơi, anh cúp máy đi để cho con bé em nó gọi điện cho em đi. Ok, rồi tạm biệt Khoa, chúc Khoa thật nhiều sức khỏe. Dạ rồi. Dạ có duyên quá à. Chúng ta vẫn còn điện thoại. Nghe đi là, bạn. Là tôi đó. Nghe là đi. Tôi. Alo. Ủa, alo. Ai đó? Em anh Giang hả? Ai vậy? Em tên gì? Em Tú Hảo. Muộn rồi. À Hảo hả con? Gọi cho chị Ngọc dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi, em kiếm chị Ngọc. Tại sao em không đợi tới ngày mai gọi cho tôi? Em đã gọi nãy giờ 50 mấy cuộc liên tục luôn. Chúng ta hãy dành vài phút cho gia đình của họ. Tôi luôn chọc chờ cuộc gọi của em. Em đã lòng là bây giờ. Là bây giờ tới đây là chị đã được về, chị được sống sót chưa? Tôi là người cuối cùng. Tôi thèm ăn quá. Bỏ cái sao tế tôm vô trong lẩu ngon lắm. À cái người thua là người không được ăn và phải tính tiền bữa ăn ngày hôm nay. Đây là hóa đơn. Không, tôi không trả. Tôi không trả. Nói chung là Tú Hảo là một người em thân thiết đó. Thân ngày nay lo. Tôi xin đọc về cái hóa đơn ngày hôm nay dành cho những anh em mình. Lẩu tôm càng, một lẩu. Wow, rẻ. Wow. 699k. Là ai trả vậy anh ơi? Ninh Dương Lan Ngọc. Tại sao? Tempura thơm. Tempura thơm 259k. Wow. Tempura mực, một phần 359k. Heo quay da giòn, một phần 325k. Một triệu ba mấy rồi. Tôm càng nướng, ba con 450k. Một triệu bảy mấy rồi. Gà chiên nguyên con, một con 456k. 2 triệu mốt rồi. Mực chiên giòn nguyên con, một phần 420k. Mực xào sa té, một phần 370k. Total dish bill 3.338.000 đồng. Đây, hóa đơn chúng tôi đã giao nhưng bên mà... Không, nhưng mà em thấy là luật nhân quả nó có thiệt. Đúng vậy. Khi đi mẹ dặn là không có chơi dơ chơi xấu. Đúng vậy. Đàn anh chơi trên đầu lên cổ đàn anh bây giờ phải chịu hình phạt. Đúng rồi. Ngọc ơi, lỏng mà không Ngọc. Cho em ăn với. Cảm ơn chị Ngọc. Cảm ơn Ngọc nha. Cảm ơn chị Ngọc. Cảm ơn bác Ngọc. Món nào cũng ngon hết chị Ngọc. Ngọc qua đây nè, qua đây nè. Qua đây cầm hũ sa tế pha chế cho tụi anh đi Ngọc. Nè, bỏ cái sa tế này vô trong cái lẩu này nè. Sa tế tôm. Sa tế tôm. Sa tế tôm. Bỏ vô. Sa tế tôm. Lắc lên kìa. Có sa tế tôm nên sơm thế ta. Có sa tế tôm nên sơm thế ta. Phải ăn mấy cái này là phải có mấy cái này cay cay ăn thì nó mới ngon. Đây một miếng nè. Trời ơi. Một miếng thôi. Vô đây nè. Bỏ vô lẩu luôn mà. Ơi chưa cay lắm á, cho nhiều đi. Cái gì ít chi mạnh lắm. Ít quá. Nhiều nữa hả? Nửa hũ luôn. Đây à. Anh Giang ngồi đi anh. Ngồi đi cưng. Ê, lần đầu tiên chương trình bảy đồ của số mà mình được ăn đồ hoành tráng ha. Sao ngon vậy ta? Tất cả chúng ta nghiêng mình hướng về Ninh Di Lê Ngọc. Cảm ơn em. Cảm ơn. Tuyệt vời. Nhưng mà cho em ăn với. Em ăn cũng được. Chị nhưng mà giờ em giải thích rồi đó. Chỉ cần em giải thích ý nghĩa của đôi đũa là anh mời em ăn, anh sẽ đứng ra cho em vô đây em gọi em ăn. Ý nghĩa của đôi đũa hả? Tại sao đôi đũa là cái đầu trên mà hình vuông, cái đầu dưới là hình tròn? Tại người ta chế như vậy chứ. Sai.
Em có câu trả lời. Cái này thì dễ biết mà. Ủa vậy hả? Em đã trả lời xem đúng không? Mẹ tròn con vuông. Nó có một phần gì đó thôi. À có đúng không, đúng không, đúng không mấy bạn? Ủa không hả? Tại vì đầu vuông gấp không được, đầu tròn gấp mới được. Đúng rồi. Không phải. Thôi ăn thôi. Đầu vuông á là tượng trưng cho trời. Chính xác. Và đầu tròn là tượng trưng cho đất. Thì đúng chính xác. Rồi, em nói như vậy đất đó. Trời hòa hợp. Wow. Để nhắc nhở mình khi mình cầm đôi đũa trong cái bữa cơm là mình luôn nhớ tới tạ ơn trời đất. Cho em dám lậu với. Không. Nói chứ cho bé Ngọc vô được không? Cài quá. Cho Ngọc nó đoàn viên chút đi. Đoàn viên cho nó ngồi ngó miệng cũng được, đâu cần phải ăn đâu. Qua đi ngồi chơi, qua đi ngồi chơi. Không ngồi không thôi. Nãy giờ có món này mọi người chưa ăn, chị Ngọc ngồi xé giùm mọi người đi. Ngọc là ăn hương ăn hoa thôi. Ngon nha, nhưng mà nồi lẩu ngon lắm. Nồi lẩu cho chị miếng bún đi. Nhờ cái gì biết không, nhờ sa tế tôm đó. Có sa tế tôm trong lẩu thì tôm thế ta. Thưa quý vị, đây là phần cuối cùng của 7 nụ cười. Hình phạt hết xuôi mới đuổi. Đội thua. Đội thua đâu? Là chúng tôi. Mỗi người chọn một chiếc thăm. Tại sao anh cũng chơi? Phải có anh nói trọng đó chứ. Thôi thôi, thôi. Tôi hỗ trợ thôi. Thế được rồi. Em thấy 4 phiếu lận á anh Giang. Là một phiếu dành cho em á. Trời, một phiếu dành cho em đó. Trời, kêu ai đấy vậy? Trời ơi. Rồi, mời qua đây. Cho em xin hỏi phần thưởng cho người thua gồm có những cái gì ạ? Đây, chúng ta sẽ có những loại hình phạt như sau. Dạ. Canh sân dầu không có dầu. Mà chỉ có than, tinh than tre. Đây là đắp mặt nạ dưỡng da. Đây là một số loại lông mà chúng tôi chuẩn bị. Dĩ nhiên nó là nhân tạo, nó không phải của con vật nào cả. Bột chúng ta đã trải qua. Và chiếc dép thần kỳ cũng đã trải qua. Cũng đã trải qua. Đó, rồi, tôi thấy chữ đờ đầu tiên. Mời rồi. Giới thiệu chiếc thăm may rủi sẽ đưa chúng ta đến với vận mệnh như thế nào đây? Lê Ngọc lại đây. Giây phút này có anh Vinh à. Giây phút này sao chị không gái nữa chị Ngọc. Đây, Phương Thế Vinh. Này chắc đập. Đập bột rồi. Đập bột, đập bột. Lan Ngọc. Em thấy trên sơn dầu rồi đó. Chảy rồi. Sơn dầu rồi. Dép rồi. Dép. Đập dép. Chát nước than tre. Ngọc là gì? Than tre. Hôm nay không phải ngày của chị Ngọc rồi. Ai là người đầu tiên? Đã đến lúc rồi. Đã đến lúc nói lên câu giá từ. Tại sao lại là em? Rồi, bây giờ dày từng cặp đây. Cặp đầu tiên bước lên phía trước. Cắm môi anh. Chơi chưa anh? Vô. Đừng mà tha cho anh ấy đi. Vậy sẵn luôn rồi. Sẵn rồi. Hai kẻ thua cuộc kia. Mời lên. Cô bé cái giọng the thé. Khả Như lên. Khả Như. Vàng. Đập dép kìa. Ủa đập bột luôn hả? Đâu, giờ bé Như là đánh cái dép. Chị Như. Vậy mới đau đó. Mẹ ơi. Đánh vậy là chị có đường cong chữ S luôn. Thì chị nhắm cái sức của em. Đúng rồi. Thôi thôi cho em đổi người đi. Chị đâu có được cơ hội chọn đâu. Thôi thôi nằm xuống. Người thua. Nằm xuống. Đúng rồi. Trời ơi. Như lẽ ra không đánh rồi nào. Ra đường để người đời dập em. Em đánh vô cho hay nha. Đừng có nhá nha. Nằm xuống đi. Tôi là bên kỹ xảo điện ảnh.
mà xì khói luôn hả? Đếm nha. 1 2 3 3. Trời ơi, Thảo huynh đệ, Thảo vô làm gì vậy? Thảo huynh đệ, tất cả những nhẹ nhàng đã đến rồi, bây giờ là đau đớn, xin mời. À, Thảo ơi, ghê, anh còn ơi, tha cho em. Lại đây anh tha nguyên một dĩa vô mặt luôn nè. Tha đều nha, tha đều lên nha. Lên ghế ngồi. Đây, cô đỡ lên trên ghế ngồi đàng hoàng với bạn bè. Nằm xuống. Anh Luật muốn em nằm ngửa. Anh đắp mặt nạ. Anh Luật tha cho em. Nằm vậy vô mũi á, ngồi tha đi cho em. Ráng đi Ngọc, ráng đi Ngọc. Ráng lên Ngọc ơi, ráng lên Ngọc ơi. Đi. Ráng lên Ngọc ơi. Ráng lên Ngọc ơi. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Không sao, còn đẹp lắm. Nè. Đừng nói vậy. Từ nay em xin chưa. Thiệt chưa? Chị chắc chưa? Chắc rồi. Con hứa với cô chú thì con không phá cô chú nữa. Từ nay trở đi con không có dám làm ác nữa. Đúng rồi đó. Vâng quý vị ơi, tiếp mục Vì Bạn Xứng Đáng đã. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chơi rất là vui, luôn có tiếng cười trong chương trình của chúng tôi. Thì xin hỏi hai bạn khách mời ngày hôm nay là Thả Như với Yellow. Không, chị Như chưa có vui. Đôi bạn cùng tiến. Chị mới vừa nói người ta câu gì chị Như? Vì tôi xứng đáng. Em thấy ngày hôm nay mấy anh chị em có một cái buổi như thế này thì em thấy như thế nào? Thì ra thì lần đầu tiên em đến với Bảy Nụ Cười Xuân. Cái đầu tiên đó là cái cảm nhận của nói em cảm thấy chị đừng. Đừng có đứng sau lưng ra hai chị Linh Thành em nhiều quá. Em cảm thấy mình rất là may mắn, rất là vui khi mà được nhận cái lời mời. May mắn. Nè, nếu mà em nói chuyện với đàn chị mà em cười vô mặt đàn chị là em coi thường ra đó. Dạ, em xin chỉ lỗi cần nhà. Em mà nở một nụ cười là tôi phạt em. Dạ em xin lỗi cả nhà. Vinh ơi em giữ vàng lại nghe Vinh, nếu mà vàng cười là em giữ vàng lại, anh sẽ vẽ số 7 nụ cười xuân. Hôm nay em chơi rất là vui, hào hứng, rất là sảng khoái. Khi mà thấy mấy anh chị bị phạt em cũng rất là hạnh phúc. Thấy em chơi như vậy là hơi phí, không có nếm được những cái đặc sản của Bảy Nụ. Em nghĩ là chắc lần sau nữa anh phải đi. Đúng quý vị thân mến, như vậy là ngày nay chúng tôi đã mang tới nhiều tiếng cười và có những cái màn mà hại nhau rất là dễ thương. Mục đích là mang lại nhiều cái tiếng cười cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương Bảy Nụ Cười Xuân. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Anh Luật ơi, tha cho em đi anh Luật ơi, tha cho em đi anh Luật ơi. Chữ nhất cho em, tha cho chữ nhất. Số 7 đàng hoàng. Thưa quý vị, chúng ta mời ra đây một diễn viên điện ảnh gọi là rất đẹp trai. Đẹp trai một thời. Bây giờ vẫn còn đẹp. Bây giờ vẫn còn đẹp. Huy Khánh. Ai vậy? Ai mới nói đẹp trai một thời vậy? Là vậy? Thưa anh, chúng em không chào đón nhân vật này. Làm đi. Đó. Đó. Giống như giống ông già Noel quá. Trời ơi, chơi người ta hết bột luôn.